Thân mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn an lành và hạnh phúc. Hiện tại mình đang có mặt tại đường tỉnh FT864 Thoác Bình, Đức, Tiền Giang để cập nhật cho quý vị được biết tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án cầu Rạch Miễu 2. Và bây giờ mình đang đi từ phía cầu Rạch Miễu 1 xuống cầu Rạch Miễu 2. Như quý vị thấy, lưu lượng phương tiện lưu thông qua đường tỉnh 864 rất đông thưa quý vị. Đây tại vị trí này thì đường dẫn của cầu Rạch Miễu đi qua mà tới nay vẫn chưa thấy giải phóng mặt bằng gì cả. Khi từ đường tỉnh 864 đi vào, về hướng ngã ba Đồng Tâm thì mình thấy chỗ này đã giải phóng mặt bằng xong và người dân cũng đã ổn định chỗ ở xong rồi. Không biết đã bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu chưa mà mình thấy, chưa làm gì hết, mà chỗ này giờ muốn làm thì cũng chưa chắc đã đưa vật tư, thiết bị máy móc vào được, vì đoạn phía ngoài còn chưa giải phóng mặt bằng xong. Đây người dân đã bàn giao mặt bằng xong. Tại vị trí này thì bên nhà thầu đã tiến hành đào hữu cơ xong và đã tiến hành bơm cát lên làm đường công vụ thi công và làm mặt bằng rồi. Còn phía trong này vẫn đang còn một số nhà dân vẫn đang hiện hữu, không biết đền bù chưa thỏa đáng hay là vì một lý do nào khác, nhưng những hộ dân này vẫn chưa dọn đi để trao trả mặt bằng cho dự án. Và bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi toàn cảnh đường dẫn, cầu Rạch Miễu hai phía bờ Tiền Giang. Những căn nhà này đang được gấp rút tháo dỡ để giao trả mặt bằng. Và những thiết bị đầu tiên đã có mặt tại đường dẫn của cầu Rạch Miễu 2, phía bờ Tiền Giang rồi quý vị. Rất là vui mừng khi thấy những máy móc, thiết bị và vật tư tập kết tại công trường cầu Rạch Miễu 2 bờ Bình Đức Tiền Giang.
vị trí gần đường tỉnh FT864 vẫn còn nguyên, chưa bàn giao mặt bằng được. Tại vị trí nhà xưởng kia sẻ là vị trí của thân trụ Ki 17 và 16 thưa quý vị.